Dễ ợt. Dễ ợt. Đập tượng Phật hay là chửi thiền tâm hay là chửi tôi chừng vài trăm lần đi, vài chục lần, tại tôi xin cho mỗi người 3 lần. Còn chửi trên 3 lần á, tự nhiên á, tại cái hồn của mình như luồn khói phải không, là nó mất trong không gian luôn, là không có được tái sanh nữa, delete luôn á, delete vô cái track giống như điện thoại mất luôn, thì không có trở lại làm người, cũng không có được làm thú, cũng không có được làm tiên nữa, tức là tự mình biến mất. Còn mình còn chịu khổ, mình còn biết, tức là mình còn có phước, là mình còn có cái hồn, gọi là không có phải là mất hồn mất xác á. Tại vì mỗi một ngày chúng sanh trong vũ trụ cũng giống như những con mọt ở trong cái hũ gạo á, nó cứ sanh sôi nảy nở hoài, không biết là vô số kể. Mà những cái chúng sanh mà gọi là không có cải hóa được á, không có học hỏi được á, cũng như trái quả địa cầu tới ngày hôm nay xém chút là không học hỏi được. Nếu mà tôi ra đời chậm chừng 5-10 năm nữa, khai thác lên cao quá, thì cái đạo thiên tâm ra đường nói chuyện không ai nghe hết. Nó cũng giống như bây giờ anh qua Bắc Hàn hay là anh qua Cuba, anh nói mấy cái chuyện đạo đồ ta đâu có hiểu, bị nhồi sọ đó. Giống như anh vô Africa mấy cái bộ lạc á, anh kêu họ ngồi thiền đọc kinh họ đâu có biết. Họ chỉ phải đi săn, họ giết nhau rồi họ mới làm mấy cái chuyện nhị hợm vậy đó. Thì cái nhân loại chúng ta như vậy, chỉ còn có một chút xíu thời gian thôi, mà hôm nay cái đạo thiên tâm tôi gọi là chuyển lưng thánh dương, mang sắc phàm nhưng mà không phải người phàm, để mà đưa họ trở lại tỉnh lại. Nó cũng giống như bị zombie như phim I'm Legend á, ai cũng bị cắn cái là thành zombie hết. Nhưng mà trong đó chỉ còn có thằng Mỹ Đen với thằng chó là chưa bị, đúng không? Thì còn cứu được. Khi mình tìm ra một loại phương thuốc thì tự nhiên cả những người đó họ tỉnh lại. Họ không biết là họ bị cái đó. Thì chúng sanh thời nay như vậy. Thay vì anh chọn con đường bị mất hồn mất xác, tôi nghĩ anh nên chọn con đường đi làm ông tiên đi. Ông tiên về trời sướng lắm. Tối ngày tiên nữ đẹp không à, cái người tiên nữ trên trời cực kỳ lộng lẫy, mấy con như Ngọc Trinh rồi là đồ bỏ, ở trên là xấu xí, là nô tì. Còn nếu mà anh mà chịu khó lên núi anh ngồi tu, anh thành ông tiên về trển, trời ơi, ở trển mình cũng có vợ chồng nha, cũng có sanh con nữa đó. Sanh con không phải như của mình, phải có ân ái rồi phải đụng chạm nhau, ở trên không có, chỉ còn nhìn ánh mắt á, nó gì nè, nhìn đó lung linh cái thì là có bầu rồi. Đó là tại sao hồi bữa mà sinh nhật của tiền kiếp của tôi á, thì tôi mới hỏi vì vậy chứ hồi xưa có phải ông giống như ông Joseph có phải là người sanh ra Chúa không? Nó không phải. Những người có trời xuống chỉ cần muốn có thụ thai là thụ thai, cho nên nước mẹ Mara vẫn là đồng trinh á, thì cũng giống như cõi trời vậy đó, đâu có cần phải có giao cấu gì đâu. Thì thay vì anh chọn con đường bị delete xuống mất luôn, anh thấy đi mất luôn hay là anh muốn giữ lại bao nhiêu nghìn năm, nhiều nghìn kiếp anh học hỏi, mà anh ngồi đây anh có tri giác, anh có thính giác, anh biết cảm xúc, anh muốn cái nào? Làm đá còn cũng không được nữa. Anh muốn chọn là ông tiên rồi, chọn bị bấm nút mất luôn. Có một số người bị cái đó. Những mấy đứa nhỏ đó, nó bị buồn chán, sáng nào nó cũng muốn thức dậy, nó không muốn thức dậy, nó muốn tự tử, nó chết không đó. Đó nó chỉ là một khoảng tạm thời thử thách mình. Cho nên những đứa họ thiên trên thế giới hay là ở đây, tôi dạy sáng thức dậy vô lết lết, chà răng, chải tóc đồ, tươm tắt rồi lại bàn thờ, thưa cha thưa mẹ. Tại mình có cha mẹ nha, tại vì Thượng Đế cho anh cái hồn
Phật mẫu cho anh cái chân linh là cái hồn ma đó, rồi cái xác phàm là cha mẹ trần cho anh cái xác phàm. Thưa cha mẹ, cho con hôm nay ra đường gặp thiện chí thức là gặp người tốt, và người tốt tới gần, người xấu tránh xa, thì mỗi ngày anh phải khấn như vậy thì anh sẽ không có gặp mấy người làm anh bực. Đã có những ngày anh vừa lú đầu ra cái anh gặp mấy người gọi là người xấu, họ một đống gọi là âm khí trong người á, họ truyền qua anh làm cho anh bực bội cả ngày á, còn mang về nhà lây cho mấy người trong gia đình nữa, thì mỗi ngày phải khấn như vậy để anh ra đường anh gặp. Tại vì con người chúng ta không ai giống ai, có người có điển thanh làm cho biết bao nhiêu người lúc nào cũng cảm thấy lòng dạ vui vẻ, mạnh khỏe, happy. Còn có những người anh tới gần á, trời ơi, anh thấy muốn chán, anh không muốn ngồi gần mà họ cứ lết lết sát bên anh hoài. Thì con người chúng ta nó có cái hào quang, nó có cái luồng điện, điện âm hay điện dương là chỗ đó. Anh hiểu không? Anh mà ngồi với tôi á, ngồi từ sáng tới chiều anh không nói bụng. Tôi bảo đảm. Anh tin không? Nói hơi khó tin phải không? Mà tôi nói chứ 6-7 cái ống kính. Tôi đâu có nói bậy đâu anh, mấy đứa này biết. Tại vì con người tôi có 7 dòng hào quang khác hơn người thường. Người thường có một dòng thôi, mà dòng biết màu trắng không nữa, hay là đen thui như mỏm chó mực. Tôi có 7 dòng đủ màu hết, màu vàng, màu sáng, màu đủ hết. Bữa giờ bị cho cũng hơi nhiều rồi. Giờ phải ở nhà không? Ngồi thiền lại. Bữa giờ ra đường ăn lung tung á, bây giờ mẹ kêu con phải ở nhà nhập thất lại, cha kêu phải ở nhà để mà dưỡng sức, để mà chuẩn bị làm công việc quan trọng. Ví dụ sư phụ hẹn với mấy đệ tử ra núi, sư phụ có thể cancel và chót được. Tự nhiên hẹn với ông Trump hay hẹn với tổng thống Pháp hay này kia, cancel kiểu đó sao cancel. Cho nên phải dưỡng sức. Có mệt cũng lôi cái mặt xú xị ra gặp. Thì đó là vậy. Nên ngày hôm qua ngồi tập lại nghề cũ. Mấy năm rồi mình chưa có làm livestream á, cái phòng nó cũng buồn lắm. Khi vô đồ nghề, mấy cái càn cũng không có. Tại vì lấy đi tùm lum chỗ. Qua viện mi thao bỏ ngoài một đống. Rồi dây nhợ gì cũng không có nữa. Quờ quờ hồi cũng nhức đầu lắm, cũng nửa tiếng đồng hồ mới làm được vậy. Cho nên ánh sáng nó cũng không có rõ. Phải chi mà sư mẫu giỏi điện thoại với giỏi mấy cái này giống như kiểu ngăn cái thù khỏe biết mấy. Thù ở nhà mỗi lần làm gì bà lên set up. Xong tôi lên tôi nói chuyện là xong. Khỏi lại ra đường nói phải không? Ra đây 5-6 cái ống kính mấy con cũng quay đủ kiểu. Rồi mấy con dịch lên trên đó. Ngày hôm qua là cái clip của ông Trump, ông cảm ơn người Việt Nam á. Đứa nào mà giỏi á, dịch ra tiếng Việt Nam cho người Việt Nam người ta nghe. Đó là một cái honor, một cái hãnh diện của người mình đó không biết không? Trời ơi đây á, nước Mỹ nè, mấy trăm quốc gia ra, vô đây. Từ Nam Mỹ cho tới Âu Châu sao cũng không cảm ơn, không nói cảm ơn có người Việt Nam không vậy? Con có thấy cái khác nhau không? Mà ông nói lời thật á, you stand by me, I stand with you. Cứ là Kiệt, chịu chơi với tôi sẽ chịu chơi với Kiệt. Sau này tôi sẽ audit hết tất cả những cái thằng chuyển tiền 600 tỷ qua. Nếu Kiệt muốn, còn Kiệt không muốn thì thôi. Cái đó để tôi suy nghĩ lại nha, hiện giờ nó có chửi tôi nữa không? Nó mà chửi tôi thì tôi kêu ông o địch. Còn nó không chửi tôi thì thôi. Không, Mỹ nó có quyền đó nghe. Nó có làm khó mấy đứa con họ Thiên của tôi đọc kinh hay không? Nếu mà nó làm khó thì tôi moi nó ra cho tới gốc rễ. Nếu nó không làm khó thì thôi tha cho nó đi. Đây, bạn mà ổng nói rõ, ổng hứa. Tại mà mất ổng mà chặt lửa thì bộ đưa này. Hey, you nói, I stand with you, you stand with me. Tức là mày bên cạnh tao, tao bên cạnh mày phải không?
ổng hứa mà. Đó, rõ ràng cái video mấy con gắn xếp xếp cái đó lại nha. Ổng sẽ trở về tàu Bạch Ốc. We're going to evict, tức là đuổi Biden ra khỏi tàu Bạch Ốc. Chúng ta trở về tàu Bạch Ốc. Thấy cơ trời đi ra, thấy nó rất là tiếu lâm không? Nhưng mà thiệt không? Trên đời này không ai nghĩ là ông Trump bay về tàu Bạch Ốc nổi. Chỗ xứ Mỹ này, hai cặp vợ chồng Mỹ sanh có một hai đứa con. Hai cặp vợ chồng Mỹ nó sanh 6-7 đứa. Đấy, cái số lượng phiếu của nó nhiều hơn. Người Mỹ trắng ở trên nước Mỹ này chỉ có 20-30%, con biết không? Cho nên cái lá phiếu nó rất là ít. Nên tại sao á là như vậy đó. Âu Châu cũng vậy. Những người khôn người ta ít cái chịu sanh. Khi không sanh á, bây giờ bên Âu Châu á, tụi chùm khăn á, nó qua nó sanh quá trời mê mốt. Cả Âu Châu á, thành của chùm khăn luôn á. Lấy xe tới hả? Hay quá ta. Trời, nhờ sức mạnh phải không? Ừ, đúng rồi đó. Lại 9 tiếng. Từ đây qua Las Vegas lái 9 tiếng á. Bữa nào nguyên băng Thiên Long Thổ mình kéo ăn dầm ở về nhà của Tu Ba nghe con. Mỗi đứa đem theo đúng 2.000 thôi. Ăn hay thua về cũng nhiều thôi, không có đem thẻ rồi thấy. Rồi bệnh xã. Cái hụi này không có quýnh bài gì chân á, mà vô ngồi coi coi thôi. Nhưng mà ra tới đó, ai có máu quýnh bài á, ngộ đó. Không cần ăn, vừa tới là biến mất tiêu. Đến lúc mà đi về mới gặp lại. Hồi chở 10 bạn tới là thấy như vậy không à. Rủ nó đi ăn, rủ nó đi coi show rồi á. Là không có hiện diện nào chứ. Máu giống như tới đó tự nhiên máu nó dậy lên, dậy sống lên vậy đó. Không có kiểm soát được. Mấy xong bài. Nó bữa nó giống như người máy. Bữa nay nó biết bưng nguyên cái dĩa cây mà cầm dĩa cây nó lại vậy cũng hơi lạ. Thường bữa người ta cầm nhang nó cầm nguyên dĩa cây nó lại. Bữa nay nó biết nó đỡ hơn bữa hổm không? Đỡ rồi hả? Ồ, bữa hổm như người máy, bữa nay lanh lẹ rồi đó. Nó hay quá vậy. Ồ, biết xá nữa, còn bữa hổm nó ghi chơi chơi. Tỉnh lại hả? Oh. Giỏi á nghe. Giờ nói chuyện được phải không? Bình thường rồi hả? À, hèn chi, bây giờ mình phải nhập thất là cũng vậy. Đây bữa hôm để tay nó bị. Rồi cứ đi cúng đi, đi đốt nha. Thấy không? Một đời người, một mạng người. Mới từng rồi chứ đâu phải không? Mấy con thấy phải không? Thì bữa nó bị mà nó không có ngủ được thì nó cứ chờ giống như không biết vậy. Uống thuốc ngủ rồi đi vô nhà thương này nọ cái lên đây cái vụ hút ma của nó, người nó qua vô đây phải không? Cho nên bữa giờ mấy vị cầm lên mấy vụ này, cho nên giờ tay sư phụ sẽ không có đụng đứa nào nhiều nữa. Ủa, cái cây bủ bối sư phụ đâu ta? Cây
Tại người sư phụ nó cũng giống như cái bảy dòng hào quang, thì khi cái tay này nè hoặc là cái tay này để vô đâu thì cái điện á nó sẽ theo ngón này nó chạy vô người đó, và đồng thời nó hút cái dơ của người đó qua đây. Cho nên giờ ai mà từ nay mà nhận làm đệ tử vẽ trên hình hoặc là lấy cái dấu này vẽ cũng được nữa, tại cái này nó cũng có thần thông mạnh lắm, tại ngày nào dù cũng cầm nó có cái điện. Thay vì để nguyên cái bàn tay mà hút kiểu này thì sẽ làm, nhưng mà mấy đứa đệ tử ruột thôi chứ mà làm kiểu này bữa giờ mấy năm á, cho nên nó bị mất sức khỏe, cho điện nhiều quá. Cầm bông thì cũng mừng đó. Đừng rồi hai mẹ con hết tội nghiệp, đã cứ dẫn nó theo tò tò thì hồ cứu nó. Cho nên ngoài cái chuyện tôi lên đây tôi nói chuyện nhão nhão, tôi còn làm trị bệnh được ha. Bữa nhỏ nó là đi bác sĩ chạy rồi. Anh thì tôi thấy ông Hành không có bệnh, anh chỉ bị u sầu thôi. Nó có hai cái phương pháp hiện giờ anh cần phải trị. Một, nếu mà người bình thường á, giờ anh chạy xuống kiếm chai gì ta, chai gì mạnh nhất hồi nãy, McLaren hay là Budweiser, về nhà ngồi mở tivi ra, ngồi mình ọc hồi nguyên chai rồi tới ngủ luôn. Hai là anh phải lên đây đốt nhang ngồi thiền, lúc nó mới hết u sầu. Thấy anh đang bị u sầu. Đó, ngày đầu tiên những cái năm đầu á, Elon Musk á,
nó đặt hãng sư phụ làm mấy chiếc Tesla đầu tiên á. Cái mấy anh kỹ sư nó qua hãng sư phụ nói chuyện là tụi tao chế chiếc xe không có tốn miếng xăng nào hết, mà sport đẹp lắm, giống như xe đua vậy đó. Mình là người lấy đồ của nó làm, mình nghe mình cũng thấy tức cười, mấy mày tụi điên quá, làm cái xe gì mà chạy không có điện. Cả mình cũng chửi nó nữa, nhưng mà nó mướn thì sư phụ làm thôi. Thế sao nó chế được một chiếc, hai chiếc. Mà lúc đó chưa ra stock những cái năm beginning là ngay Freeman chứ đâu. Cái hãng đó, hãng sư phụ sát bên đi bộ còn được mà. Thì cái hãng sư phụ gần nhau thì nó qua. Thì trong đó Việt Nam nhiều lắm. Thằng Việt Nam bạn sư phụ là cánh tay phải Alan Musk á. Nó kể Alan Musk á, trời ơi, nó bình dân lắm, tối là nó chui dưới mấy cái bàn nó ngủ. Ủa nó giàu vậy sao nó không lên trên giường niệm nó ngủ mà chui bàn ngủ? Ừ, nó sợ mấy thằng Ellen xuống kiếm nó. Thật sự nó có tiếp xúc với Ellen đó, vui lắm. Chuyện của nó dù biết nhiều, đại khái trên mạng mình không có nói nhiều. Thì những năm đầu á, lúc đó chưa có ra public gì hết, cái nó đi sư phụ 600 mấy nghìn đô, mà trong khi á, là 600 mấy nghìn đô là thời đó nó lớn lắm, nó cũng cỡ 6-7 triệu giờ, nó đâu có tiền đâu có trả, quọng quá không làm đồ mày, người phụ mới không có ship cho nó, tức là không có giao hàng cho nó, thế mày trả tiền tao tao mới làm tiếp, trời gây với nó ăn chập gì đó. Nhưng mà cái tức cười mình muốn nói chỗ này là hồi đầu tiên kỹ sư nó qua nó kể á, mình thấy tức cười, mày bị điên á, làm gì xe mà chả không có điện. Giờ thiệt quá trời luôn á. Sau này cái người ta chửi mình điên mình mới biết là bị nghiệp á. Bây giờ những gì sư phụ nói là quá trời thiệt luôn, nhưng mà ta cũng nói mình là điên á. Hồi xưa mình kêu Alan Musk là thằng điên, bây giờ mình bị người ta chửi lại là điên. Cho nên cả hai thằng bị đều bị chửi hết, tao chửi mày thì người khác chửi tao. Sư phụ, giống như sư phụ nói là nếu như mà chuyển lại là sư phụ chỉ tập trung về đạo thôi, không chỉ tập trung về đời á, thì như vậy thì các sấm cơ sẽ bị đảo lộn sư phụ. Tại sấm cơ nói là vua kiền khôi kỳ quý, rồi trên bên Nostradamus nói là vua của các vị vua xuất hiện, thì nghĩa là sư phụ lại phải là đời và đạo. Thì khi mà bạn ngồi họp với mấy vị bề trên á, mấy vị nói nếu mà mấy năm nay sư phụ đừng có đụng chạm tới Bác Hồ nhiều, hay là chính đụng tới chính quyền á, thì cả nước Việt Nam hôm nay rất là nhiều nơi lập ra những cái đền thờ hay là chùa của Thiên Tâm, và cả nước sẽ theo rồi. Nhưng mà bây giờ họ theo đông, nhưng mà họ không có nơi tụ tập, thì chỉ bị mất cái đó. Chứ trong lòng họ biết sư phụ là thiệt. Nếu mà sư phụ không có đụng tới chính quyền, con hiểu không? Nhưng mà trong cái bài Kính Thiên, nửa đời nửa đạo mà, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả triền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian. Thì ở trên khi mà đầu thai xuống cái thân người đã là có chữ đạo chữ đời rồi, thì mấy vị chỉ dùng một cái thí dụ thôi, scenario thôi, là chỉ là đạo không á, là hôm nay là Thiên Tâm rực sáng cả thế giới, nhưng mà vì mặt đời á, cho nên những cái đệ tử họ thiên á, họ không có tự do sinh hoạt đó bạn. Thì đó một phần, tại khi mỗi một cái nơi mà có một cái nơi thờ cúng sinh hoạt thì cả đông người tới nữa, thì nó rộ lẻ lắm, không biết không.
như cái hạt giống như vậy đó. Ý là như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà không có đời thì hôm nay năm ngoái bắt chọc đâu có bắt tay với Biden đâu. Nước mình á sẽ bị nô lệ với đó. Chung quy lại, mỗi một cái ý tưởng, mỗi một cái hành động, một cái gì á thì nó có cái sự của cái lại giải thích, nó đi theo cái GPS đúng vậy rồi. Cũng giống như làm bao nhiêu chuyện hay là nói bao nhiêu chuyện, hành động bao nhiêu thứ cũng đều từ cái lại giải thích. Nó đâu có mà mình nói nó đúng hết thì cũng không hẳn, mình nói nó sai cũng không hẳn, mình nói đi theo đúng với cái hướng, cái lập trình đó mà trên đã tính sẵn cho chúng ta. Tới ngày tới giờ con gặp sư phụ, tới ngày tới giờ nước Việt thay đổi, tới ngày tới giờ cả thế giới này bệnh tật, kinh tế, chiến tranh rộ lên cùng một lúc, thì hôm nay 4-5 cái ác á, và chỉ có cái ác cuối cùng nữa là Biển Đông là xong, thì mới gọi là đồng bộ. Tại nó nằm trong một cái bàn tay mà, chứ đâu phải thằng này lật cái ngón tay này sao lật được. Bây giờ có lật thằng độc tài Putin đi nữa, còn mấy ngón này sao. Cho nên mày cứ bình nó nghe Putin. Thằng chuột cống, chuột gì Hamas bữa nay là cũng xong rồi nghe. Là từ nay thế giới không còn khủng bố nghe. Rồi thêm cái nhóm chùm khăn á, nó thấy thằng Do Thái trong vòng 8 tiếng đồng hồ mà lấy nguyên cái thành phố Gaza, nó sợ quá. Chuột này mạnh quá, cho nên cả đống chùm khăn chúng ta từ nay về sau bỏ ý tưởng ăn hiếp thằng Do Thái nghe. Thì cho nên cái đám chùm khăn mà độc tài hung dữ cũng là âm thầm dẹp loạn xong. Bây giờ chỉ còn có anh Tập mình, Biển Đông. Là anh Tập tính là lấy nguyên cái quả địa cầu này nhuộm đỏ mà đường tơ lụa rải khác. Thì hôm nay Mỹ nó để cho anh Tập tự nhiên đứt mạch máu, tức là nội tạng á, chết. Chứ còn quýnh vô ngoài không quýnh, cứ dí cho mày cái nào mày chết tự động chết á mới là hay. Chứ quýnh mà để cho tao thua là không có hay. Thì hôm nay sắp sửa. Còn Việt Nam mình nó không có lại gì hết. Việt Nam chỉ là cái móng tay thôi. Cái này lật là cái móng tay tự nhiên nó bất chiến tự nhiên thành. Chứ ông Trump ông đâu có điên, ông để cho ok rồi. Không còn Tập, tức là không còn Đảng Cộng sản Trung Cộng, không còn nghe, không còn chùm khăn là mấy khủng bố, không còn đầm lầy mấy thế lực giàu có âm thầm. Chẳng lẽ để cho mình Việt Nam thế lực giàu có, để mình Việt Nam là nước cộng sản duy nhất hả? Thằng Kim Jong Un nó đang đói. Chẳng lẽ dĩ nhiên Kim Jong Un là bị Nam Hàn thống nhất, giống như clip hồi năm 2018 có nói. Chỉ riêng nước Việt Nam mình đặc biệt cái là ông Trump ông cho làm nước cộng sản duy nhất. Thấy cái tức cười không? Nhìn là phải biết. Mình biết được thiên cớ là có Thiên Tấn Kiệt này để nói bằng tiếng Việt rồi. Thì mình lợi dụng thiên cớ và mình hiểu thiên cớ, mình tin thiên cớ, mình thương Thiên Tấn Kiệt, mình yêu mến Thiên Tấn Kiệt đi, thì mình có lợi. Mình dùng thiên cơ, mình tạo, mình biết được, mình vận dụng được cái thời gian, thời điểm, cơ trời để mình tạo công lập đức, để mình xoay chuyển cái vận mệnh cho gia đình mình, cho chính mình, cho con cháu mình. Có phải thì sướng không? Và đồng thời tạo cơ đồ cho dòng họ nhà mình thì phải là thương Tấn Kiệt mới đúng. Chứ hồi những cái năm đầu á, trời mấy dư luận viên với AK-47 nó lên nó chửi, nó thấy nó vô mình không, người ta đi giúp mình không cảm ơn thì thôi, lại đi chửi cho bụng quá trời những cái năm đó. Hôm nay bớt chửi rồi đó. Thì có một người cho mình những cái information, những cái gọi là tin tức rất là cực kỳ quan trọng mà miễn phí. Mình thi ân thì bất cầu báo,
Nhưng mà khi ai giúp mình thành công trong đời, tuy là truyền qua kênh trên mạng nhưng mà cũng từ cái ý tưởng, từ cái đầu óc của người đó nói lên, thì cũng phải mang ơn chứ. Còn đằng này nó không mang ơn mà nó dùng AK-47 nó bắn, trời ơi, kiểu nào cũng bắn á. Con thấy là sao? Hơn là zombie nữa. Nhưng mà nhà về phần đề á, thì cả trăm triệu dân á mới biết được có một cái tương lai sáng ngời ở nước Việt, không có bồn chồn, không có lo lắng, không có lung tung, không cũng có cái định hướng tương lai, được cái này mất cái kia. Sư phụ, sau này là dân Việt Nam họ là do bị chèn ép của các thế lực, các gọi là công an đô vậy đó, hay là do dân đội mà xong dân họ? Sư phụ là người truyền tin về trên và đồng thời cũng là người có thể xoay chuyển được để cho giảm sự chết chóc. Sư phụ nói dân họ, khi nào nước mình không có ai, những nhà lãnh đạo hèn nhát, không có ai đóng vai Robert Job, nhưng mà nếu mà có nước mình có một người đóng vai Robert Job thì dân đâu cần ho, con đỡ biết nhiều người ho, đỡ biết nhiều đổ máu, con hiểu không? Tôi chỉ nói ra đó là do để cho họ có quyền chọn lựa. Biết đâu bác Trọng bây giờ vô bác Trọng thôi, thôi tao tuổi già rồi, tao thấy thằng Kiệt nó đúng á, thưởng mày lên mày làm Gorbachev, chớp mày làm anh hùng dân tộc đi, để lưu sanh lưu danh thiên cổ, đường nào chúng ta cũng chết thôi, mình cứ binh mậu thù mậu thầu mậu dĩ đi để cho dân thương, đúng không? Thì dân không có ho, còn dân mà ho là đổ máu nhiều lắm. Thì sư phụ là người bị khiển trách cho nên sư phụ phải nói trước vậy đó, chứ sư phụ nói thì nói nhưng mà cũng khắn khắn. Mà họ lì, họ vẫn cứ lì. Bây giờ chúng sanh ngày nào mà chưa lên giường bệnh cũng vẫn chửi sư phụ. Mà lên giường bệnh rồi vô phòng ICU sắp chết, quả mai bớt chửi, tại vì đâu còn hơi đâu chửi. Nhưng mà họ khi nào họ lật cái đạch thì họ mới sợ. Còn họ mà còn có một chút sức, ngày mai họ còn lết được, thì họ còn lên tiếng được, họ cũng vẫn hùng dữ. Thì cái đó là cái bệnh, đó là cái bệnh khó trị nhất. Chứ scenario là bề trên ô bình cho mình, sư phụ đang ô bình. Nếu không 10 chết 7 còn 3, bom tử bữa giờ nổ rầm rầm sao giỏi không nổ đi. Phụ bảo đảm không bom tử. Tại vì cha đã hứa với sư phụ thì là bề trên sẽ làm. Còn bây giờ ở ngoài kia cả đống nhà chính trị gia thế giới cứ nghĩ là bom tử nổ, không có. Bữa nay thằng Facebook, thằng giàu quá thằng chết nhát với mấy thằng tỷ phú, đi xây mấy cái đường hầm á, mấy trăm triệu rồi chốt. Bọn mình mày sống có vui không? Bọn mình mày làm người rừng có vui không? Sống một mình buồn chứ chết chung để cho nó vui. Giờ mấy anh giàu giờ làm hầm quá trời luôn. Chúng ta chỉ có điện mẹ linh thiêng bảo vệ hết chúng ta, khỏi phải làm hầm làm hố gì.
Nhưng mà cơ trời và nước Việt, sư phụ là người ghé anh vo để coi để mà có thể thay đổi á nghe. Ông nội nào mà sư phụ không ưa đó, giống như Võ Văn Thưởng đi, thiếu sư phụ ba cây nhiên, mà bây giờ lo tiền với lo ấy mà quên, sư phụ đòi lại ba cây nhang, cứ nghe là ẹt á, biết không? Sư phụ đòi lại là ẹt á. Chứ hữu có lực mà cũng không mong nó đừng có hẹn. Ok rồi, anh về với anh sức khỏe nha. Bữa nào gánh gánh lên chơi. Nhớ ông Thưởng nè, với ông Năm Hòa. Ông Năm Hòa xưa là cố vấn cho ông Nguyễn Tấn Dũng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Trung Phúc. Có kỳ là ông Nguyễn Trung Phúc đi qua họp với ông Trump á, ông Nguyễn Trung Hòa ngồi nói làm thần thông để cho ông Trump ngồi nói chuyện với lúc đầu ông Trump tính nói chuyện khoảng 15 phút với ông Phúc. Sau đó ông làm, tại vì ông là thiên mã con, thao hóa tự tại thiên, ông có thần thông ghê gớm lắm. Ông lên núi này nè, ông nói thế tử nhận tôi làm sư phụ đi, trời tôi là con trời, ông là thiên ma, tôi đi nhận thiên ma làm sư phụ. Ồ, đã chuyện đó, tôi chỉ cho con trời, nhưng mà xuống đây cần phải học những cái gì cần học á. Không, tôi có cái tâm tôi nói thật là được. Học để mà biết này nọ. Ông cứ năn nỉ sư phụ, nhận ông làm sư phụ, ông nhận. Phạm Thượng, ngay cái đêm hôm đó hả, về khách sạn nằm sao mà đau bụng chạy ra phía trường, chạy xuống sông Phan về không kịp, tại ông tính ở đây tới cả mấy tuần nữa là về bển là bệnh luôn, bệnh vô bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Sài Gòn về chữa cũng không hết. Lúc đó ông Nguyễn Trung Phúc mới chuyển ông ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, nó hết bệnh. Cái bên này sư phụ nghe ông này ông bị mấy vị phạt á, Phạm Thượng mà, cái bắt đầu kháng cho ổng, cho nên ổng là thiếu ba cây nhang, vẫn còn thiếu sư phụ ba cây nhang. Đó là ông Năm Hòa đó, ở đâu quận 9 hay gì đó. Tại vì Việt Nam cũng xài mấy ông thần thông á. Chú nói cái này chú thiệt. Rồi chị Loan vợ ông Tô Lâm nữa. Mà bả thì ok, bả đi gỡ mấy cái tàu nó chẳng kém. Hôm nay giờ mình nói không có đụng tới chính trị để cho dân, cho họ thiền được đọc kinh tự do. Hay hưởng bắt trọng để cho họ thiền đọc kinh tự do nha, đừng có làm phiền họ nghe, để cho nước Việt mình mà bớt tà, để cho mau thay đổi, mau thăng tiến, cho ta đọc kinh thiên tâm nha. Không cho là phạm với lực trời đó. Sư phụ nói cái ba tòa nhà Phần Kiều là họ em ở đó trong, nhưng không ai biết được họ em ở chỗ nào để mà có con quỷ đó, phải qua tay sư phụ, cái sư phụ nhờ, ngồi đãi cho quỷ dĩa trái cây để nó đi, phải có người có lực cao mở cái nó đi, tự nhiên cho nó làm ăn lại được.
Cái hồi đi về nha mấy đứa con đây nha. Làm gì làm. Trời này đẹp quá ha. Khí hậu Cali tuyệt vời.